Chơi chứ, bố đi ra đây bố mua ít trái cây cho xin ăn mà, nay hết trái cây rồi nên bố chạy ra ngoài này mua ít trái cây, bố là ôi, nhờ bố à, chưa nhỉ, bố đi mua ít trái cây cho xin về mà, bố mua ít trái cây cho xin mà, nhờ bố à, bố dậy rồi nhờ bố à. Quá nè bố nó đi mua trái cây cho con mà hả, sao chị ra ngoài đường chờ bố làm gì, ngoài kia nắng hả, nắng mệt chứ sợ gì à, ở nhà ngủ ngoan mà, khi bố đi thấy con nó ngủ ngon mà ôm bố chặt nhích chứ trái cây này bố cho mình mấy quả trái cây này ăn táo nhá. Giờ thế này nhá, xin chạy vào trong kia lấy đĩa của con này. Thì bố lấy cái cây cho ăn nha. Nhá, cái đĩa ở trong kìa. Trong á. Cái đĩa mặt trên kia giữa bàn kìa, bàn ăn ấy. Nhá. Con chạy lên là lấy cái đĩa cho bố con nha. Thì bố lấy dao cắt cho nhá. Ngoan nhá. Xin vào trong kia kìa, lấy cho bố cái đĩa mà cái mà con hay ăn ấy. Hãy đừng đổ ăn đồ con ấy, biết chưa? Cái điểm màu xanh xanh ấy nha. Để ở trong kia kìa, đi vô con. Đó, đi vô đi. Đó, đi vô, thích không? Mát mẻ hơn không? Xin thì ngày nào cũng được lên đây chơi thôi nhờ. Nhưng mà bố thì lại không thể ở trong nhà này được. Nhà này của em trai của bố mà nhờ. Nhưng mà nay thì em trai của bố phải đi làm xa rồi, nên là anh em trai để lại nhà cho bố ở một thời gian. Khi nào em trai bố về thì bố lại trả nhà.
suy nghĩ nào được ăn trái cây ha. Ngày 3-4 bữa ăn trái cây nên là trái cây, lượng trái cây bố mua cho Xin cũng rất là nhiều. Rồi sữa, Xin lại không thích ăn như mấy quả, như mấy củ, như là củ cà rốt này, khoai tây đấy, những cái củ đấy là Xin lại không thích ăn đâu. Xin nếu gọi là không có gì để ăn thì Xin mới củ gọi là ăn kén ăn, chứ dù ăn trái cây là nhiều đấy, chân này dưới này thì giữ. À, lấy cho bố nào. À. Tay con cầm một tay cho đằng á, quen đi con. Đợi nha. Hãy từng đó nghỉ nha. Để đi chơi nha. Leo dây nha. À, được rồi. Anh đã ăn cái này rồi, lát nữa để lên. Rồi, được rồi, thêm mình nhớ nào. Nó lên trên kia chơi nhá, bố dọn đẹp nhá.